Kinh Đại Phật định cứu cánh kiên cố và mật nhân của Như Lai, về chư Bồ Tát vạn hạnh để tu chứng liệu nghĩ. Kinh Lăng Nghiêm huyện 7. Này A Nan, ông đã hỏi về phương pháp nhiếp tâm, và ta cũng vừa thuyết giảng về diệu môn tu học để vào chánh định. Những ai cầu đạo Bồ Tát thì trước tiên phải thọ trì bốn điều luật nghi này. Đây ví như giọt sương đóng băng trên cây, thì tự nhiên không một cành lá nào có thể nảy nở. Cũng vậy, khi giới hạnh trong sáng, thì ba nghiệp ác từ tâm ý và bốn nguyện ác từ lời nói sẽ không thể có nhân để sanh khởi. Này A Nan, nếu ai chẳng đánh mất bốn điều luật nghi này, thì tâm của họ còn chẳng duyên nơi sắc thanh hương vị xúc pháp hà húi, tất cả họ còn chẳng duyên nơi sắc thanh vị xúc giác hà húi, tất cả việc ma làm sao có thể phát sanh chứ. Còn những ai có tập khí từ nhiều đời và chẳng thể diệt trừ, thì ông dạy họ hãy nhất tâm tụng Phật đảnh quang minh đại bạch tạng cái vô thượng thần chú của ta, chú Lăng Nghiêm. Ở trên tướng vô kiến đảnh của Như Lai có Đức Phật hiện ra từ nơi tam vô vi. Có Phật ngồi trên tòa sen báu ở trên đỉnh đầu của ta và đã tuyên thuyết thần chú này. Từ nhiều kiếp về trước, ông cùng với một cô gái có bộ tộc Ma Tăng Ga đã có nhân duyên sâu đậm, và tập khí của ái ân đó chẳng phải chỉ một đời hay một kiếp. Nhưng khi vừa nghe ta tuyên dương giáo pháp chỉ một lần, cô ấy đã vĩnh viễn khuất khỏi tâm si ái và trở thành bậc A-la-hán. Trước khi cô ta là một dâm nữ và chưa từng khởi tâm tu hành, nhưng do năng lực âm thầm của thần chú mà còn mau chứng quả vị vô học hà hú thanh văn. Các ông ở chúng hội nơi đây đã phát tâm cầu tối thượng thừa và quyết định thành Phật. Đây ví như việc tung bụi thuận chiều gió, thì làm sao có gian nan hay hiểm trở chứ. Nếu có ai muốn ngồi đạo tràng ở vào thời mạt pháp, trước tiên họ cần thọ trì giới cấm thanh tịnh của tỳ kheo, rồi phải tìm một vị đạo nhân với giới hạnh thanh tịnh đệ nhất để làm thầy của họ. Giả như họ không gặp được vị chân tăng thanh tịnh để truyền giới luật uy nghi, thì tất cả sẽ chẳng thành tựu. Sau khi đã thọ giới, họ hãy mặc áo sạch thanh khiết, rồi thắp hương ở nơi vắng vẻ và tụng 108 biến thần chú được tuyên thuyết bởi Đức Phật hiện ra từ nơi tâm của Như Lai. Sau đó họ hãy kết giới để kiến lập đạo tràng và thỉnh cầu vô thượng Như Lai hiện đang trụ ở các quốc độ khắp mười phương hãy phóng ánh sáng từ bi để chót vào đỉnh đầu của họ. Này A Nan, những vị tỳ kheo thanh tịnh hoặc tỳ kheo ni, cư sĩ bạch y và các thí chủ nào ở vào thời mạt pháp thì họ trì tịnh giới của Phật và đã diệt trừ lòng tham cùng tâm dâm dục, thì nên phát nguyện Bồ Tát ở trong đạo tràng. Nếu họ có thể tắm gội trước khi vào đạo tràng, ngày đêm sáu thời hành đạo và tu hành không ngủ, chỉ như thế cho đến 21 ngày, thì ta sẽ tự hiện thân ở trước người ấy, soi đảnh an ủi và giúp họ khai ngộ. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nhờ lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai mà con nay đã giác ngộ, con tự biết làm sao để tu chứng hành đạo của bậc vô học. Giả sử những hành giả nào thời mạt pháp muốn kiến lập đạo tràng, thì họ phải làm sao kết giới để kế hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật Thế Tôn? Phật bảo ngài A Nan: Nếu có ai ở vào thời mạt pháp muốn kiến lập đạo tràng, trước tiên họ hãy tìm được
con trâu đại lực màu trắng, sống ở vùng núi tuyết. Giống trâu này ăn cỏ mượt thơm mát ở trên núi và chỉ uống nước thanh khiết của vùng núi tuyết nên phân của nó rất sạch sẽ. Họ hãy lấy phân của nó và trộn với hương chiên đàn rồi chát chúng lên trên đất. Nếu chẳng phải là giống trâu sống ở vùng núi tuyết thì phân của nó sẽ hôi dơ và không thể dùng để chát lên đất. Hoặc một cách khác là tìm gỗ có đất sét màu vàng ở vùng đồng bằng rồi đào xuống đất 5 thước và lấy đất sét từ nơi ấy. Sau đó hãy trộn với chiên đàn, hương trầm thủy, hương tô hợp, hương hương lục, hương út kim, hương bạch sao, hương thanh mộc, hương linh lăng, hương cam tùng và hương kê thiệt. Họ hãy nhiều nguyên liệu của 10 loại hương này thành bột và trộn với đất sét, rồi chát chúng trên đất ở đạo tràng. Pháp đàn này có 8 góc vuông vức và rộng 1 trượng 6. Ở chính giữa pháp đàn hãy an trí một hoa sen làm bằng vàng, bạc, đồng hay gỗ. Ở giữa hoa sen hãy đặt một bát nước sơn đầy được hứng lấy vào tháng 8 và hãy rải những cánh hoa vào trong đó. Hãy lấy 8 tấm gương hình tròn rồi an trí mỗi cái ở mỗi hướng xung quanh hoa sen và bát nước với mặt gương xoay ra ngoài. Kế đến hãy an trí 16 hoa sen và 16 lư hương ở trước những tấm gương. Ở giữa các lư hương hãy trang nghiêm với hoa sen xen kẽ. Trong các lư hương chỉ đốt toàn loại hương trầm thủy và chớ để chúng bốc lửa. Hành giả hãy lấy sữa của con bò màu trắng rồi bỏ vào trong 16 cái bình để chuẩn bị làm các loại thức ăn gồm có bánh nướng, bánh đường, bánh dầu, cháo sữa, hương tô hợp, mật với gừng, bơ tinh chế và mật ong nguyên chất, mỗi thứ 16 phẩm. Sau khi xong, hãy đặt một phần từ mỗi loại thức ăn ở trước 16 hoa sen để dâng lên chư Phật và các vị đại Bồ Tát. Ở mỗi bữa ăn về giữa khuya, hành giả hãy lấy nửa thăng mật ong và hòa nó với 3 lần với bơ tinh chế ở trước pháp đàn. Hãy an trí một bếp lò nhỏ với than. Hãy lấy hương bạch mao bỏ vào trong nước để nấu ở một nơi khác trước đó và rưới nước hương vào hương này vào than rồi đốt than cháy hừng hực. Sau đó hãy rải bơ trộn với mật ong lên ngọn lửa ở bếp lò. Hãy đốt như thế cho đến khi hết bơ và mật ong sẽ cúng dường chư Phật Bồ Tát. Ở bên ngoài của tịch thất làm pháp đàn, hãy treo tràng phan và hoa ở khắp nơi. Ở bên trong trên 4 bức tường của tịnh thất, hành giả hãy treo các hình tượng của 10 phương Như Lai và chư Bồ Tát. Ở chính giữa bức tường xoay về hướng nam, hãy treo hình tượng của Đức Phật Biến Chiếu, Đức Phật Năng Nhân, Từ Thị Bồ Tát, Đức Phật Bất Động và Đức Phật Vô Lượng Thọ. Còn ở bức tường bên trái và phải, hãy an trí một hình tượng đại biến hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát và một hình tượng của Kim Cang Tạng Bồ Tát. Ở hai bên trái và phải của cánh cửa, hãy an trí hình tượng của Năng Thiên Đế Phạm Vương, Hỏa Đầu Kim Cang, Thanh Diệu Kim Cang, Giải Oán Kết Kim Cang, Thiên Nữ Sơn Mục, Tứ Đại Thiên Vương và Chướng Ngại Thần. Lại nữa, hãy lấy 8 tấm gương khác treo từ trên tròn nhà và làm cho chúng đối diện với tấm gương hình tròn để an trí trong đàn tràng. Các tấm gương sẽ phản chiếu với nhau trùng trùng. 7 ngày đầu tiên, hành giả hãy chí thành đảnh lễ danh hiệu của 10 phương Như Lai, chư Đại Bồ Tát và các vị A-La-Hán trong 6 thời. Hành giả đi vòng quanh pháp đàn và tụng chú liên tục. Hãy
Trí tâm hành đạo như thế và tụng chú 108 biến. 7 ngày kế tiếp, hành giả hãy nhất hướng chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát và chớ để tâm bị gián đoạn. Trước đây ở một luật tạng, ta đã có dạy phương pháp phát nguyện. Bây 7 ngày sau cùng, hành giả phát tâm tụng trì đại bạch đản cánh thần chú của Phật suốt 12 thời. Vào ngày cuối cùng, 10 phương Như Lai sĩ đồng thời xuất hiện, chư Phật và quang minh sĩ phản chiếu trong gương, rồi chư Phật sẽ lấy tay xoa đỉnh đầu của hành giả. Ngay lúc ấy, những ai mà có thể tu hành chánh định trong đạo tràng ở vào thời mạt pháp như thế, thân tâm của họ sẽ trong sáng như lưu ly. Này A Nan, nếu bổn sư truyền giới cho vị tỳ kheo này, hoặc có ai trong nhóm của 10 vị tỳ kheo mà chẳng thanh tịnh, thì phần lớn sự tu hành ở trong đạo tràng như thế sẽ không thành tựu. Sau 21 ngày, hành giả hãy ngồi ngay thẳng và an nhiên cho đến 100 ngày. Những ai với căn lành sâu dày, họ sẽ không đứng dậy suốt thời gian đó và sẽ đắc quả nhập lưu. Cho dù ở trong thân và tâm của người ấy chưa thành tựu thánh quả, nhưng họ nhất định sẽ tự biết sẽ thành Phật. Ông hỏi làm sao kiến đạo lập đạo tràng, thì đây chính là phương pháp. Lúc ấy ngài A Nan đảnh lễ với chán trạng sát trong của Phật, rồi thưa với Phật rằng: kể từ khi xuất gia, con đã ỷ lại vào sự thương mến của Đức Phật, bởi con chỉ cầu đa văn nên chưa chứng vô vi. Do đó con bị tà thuật của Phạm Thiên cấm chế, mặc dù tâm vẫn sáng suốt nhưng lực chẳng được tự do. May nhờ có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến giải cứu nên con mới thoát khỏi. Tuy nhờ thần lực vô hình từ thần chú tuyên thuyết bởi hóa Phật ở trên đỉnh đầu của Như Lai, nhưng con vẫn chưa đích thân được nghe. Kính mong Như Lai với lòng từ đại từ bi hãy tuyên thuyết thêm một lần nữa để cứu hộ những vị tu hành trong chúng pháp hội này, và cũng như các chúng sanh luân hồi vào thời mạt pháp tương lai. Do nương vào mật âm của thần chú mà thân tâm của họ sẽ được giải thoát. Khi ấy tất cả đại chúng trong chúng hội thảy đều lãnh lễ và chờ đợi lắng nghe bí mật chương cứu của Như Lai. Lúc bấy giờ, từ trên đỉnh nhục kế của Thế Tôn phóng ra ánh sáng trăm báu, rồi từ trong ánh sáng đó vọt ra một hoa sen ngàn cánh. Trên hoa báu có một hóa Như Lai đang ngồi, và từ trên đỉnh đầu của Đức Phật đó phóng ra 10 luồng ánh sáng trăm báu. Mỗi luồng ánh sáng đều hiện ra khắp các vị kim cang mật tích, nhiều như số cát của 10 sông Hằng. Có vị vác núi họ, có vị cầm chày, và các ngài đứng đầy cõi giới hư không. Khi nhìn lên lại chúng, vừa mừng vừa sợ và mong Đức Phật thương xót, họ nhất tâm lắng nghe hóa Phật được vọt ra từ ánh sáng phóng ra ở trên tướng vô ký đảnh Như Lai, tuyên thuyết thần chú rằng: đệ nhất hội, Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Tha A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đề Tam Bồ Đề Tả. Nam mô Tát Đát Tha Phật Đà Câu Chi Sắc Ni Sam. Nam mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tệ. Nam mô Tát Đa Nẫm Tam Diệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẫn Sa Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nẫm. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Mẫm. Nam mô Tô La Đa Ba Na Mẫm. Nam mô Sa Yết Trị Đà Già La Mẫm. Nam mô Lô Kê Tam Diệu Già Đa Mẫm Tam Miệu Già Ba La Để Ba La Na Mẫm. Nam mô Đà Bà Ly Sắc Nỏ. Nam mô Tất Đà Gia Tỳ Địa Gia
Đà Ra Ly Sắc Nỏ Sa Pa Nô Ít Ra Ha Sa Ha Sa Ra Ma Tha Nẩm Nam Mô Bạc Ra Ha Ma Ni Nam Mô Nhân Đà Ra Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Lô Đà Ra Gia Ô Ma Bát Đế Sa Ha Sa Hê Dạ Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Na Ra Giả No Gia Bàn Gà Ma Ha Tam Mộ Đà Gia Nam Mô Tất Yết Rị A Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca La Gia Địa Rị Tát Lại Na Già Ra Tùy Đà Ra Ba Noa Ca Ra Gia A Niệm Mục Đế Thi Ma Xá Na Ra Bà Tắc Nê Ma Tác Trị Già No Nam Mô Tắc Yết Rị Đa Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Ba Tha Già Đa Câu La Gia Nam Mô Bát Đầu Ma Câu La Gia Nam Mô Bạc Xà La Câu La Gia Nam Mô Ma Ni Câu La Gia Nam Mô Già Xà Câu La Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Đế Rị Đồ Du Ra Tây Na Ba Ra Ha Ra No Ra Già Gia Đa Tha Già Gia Đa Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Nam Mô A Di Đa Bà Gia Đa Tha Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Diệu Tâm Bồ Đà Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế A Xô Bệ Gia Đa Tha Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Diệu Tam Bồ Đề Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Bệ Sa Già Gia Câu Lô Vợ Trụ Rị Gia Bát Ra Bà Ra Xà Đa Đa Tha Già Đa Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Tam Bổn Sư Bí Đa Tát Long Nại Đa Lạc Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Diệu Tam Bồ Đà Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Xá Kê Giả Mẫu Ma Duệ Đa Tha Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đề Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Lạc Đát Na Cơ Đô Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Diệu Tam Bồ Đề Gia Đế Biều Nam Mô Tát Yết Rỉ Gia Đế Ế Đàm Bà Già Bà Đa Tát Đát Tha Già Đô Sắc Ni San Tát Đát Đa Tát Đát Lam Nam Mô A Bà Ra Thị Đam Bát Ra Đế Dương Kỳ Ra Tát Ra Bà Bồ Đa Yết Ra Ha Ni Yết Ra Ha Yết Ca Ra Ha Ni Bạc Ra Bí Địa Gia Sắc Đà Nể A Ca La Mọc Rị Trụ Bác Vị Đát Ra Ca Nạnh Yết Rị Tát Ra Bà Bàn Đà Na Mục So Ni Tát Ra Bà Đột Sắc Ra Đột Tất Hạp Bát Na Lễ Phật Bạc Na Nê Ni Giải Đô Ra Thoát Đế Nậm Yết Ra Ha Sa Ha Tát Ra Nhã Xà Tỳ Đa Băng Sa Na Yết Rị A Sát Ra Băng Xá Đế Nẩm Na So Sát Tát Ra Nhã Xà Ba Ra Tát Đà Na Yết Rị A Sát Na Rẩm Ma Ha Yết Ra Ha Nhã Xà Tỳ Đa Băng Tát Na Yết Rị Tát Bà Xá Đô Rê Đô Rô Nể Bà Ra Nhà Xà Hô Lam Đục Tấp Phật Nang Gà Na Xá Ni Bí Xa Xá Tất Đát Ra A Cát Ni Ô Đà Ca Ra Nhã Xà A Bát Ra Thị Đa Cụ Ra Ma Ha
Bát La, Chiến Trì, Ma Ha, Điệp Đa Ma Ha Đế Xà, Ma Ha Thế Đa Bà, Đế Đa Xà Bà La, Ma Ha, Bạc La, Bàn Nà Ra, Bà Tất Nể, A Rị, Gia Đa Ra, Tỳ Rị, Câu Tri, Hệ Bà Tỳ Xà Gia, Bạc Xà Ram, Ma Lễ Lễ, Tỳ Xá Rô Đa, Một Đằng, Võ Ca, Bạc Xà Ra Chế, Hát Na A Già, Ma La Chế Bà, Bát Ra Chất Đa, Bạc Xà Ra Thiện Trì, Tí Xá La Già, Yến Đa Xá, Bệ Đề Bà, Bổ Thị Đa, Tô Ma Rô Ba, Ma Ha Thuế La A Rị Gia Đa La, Ma Ha Bà La A, Bát Ra, Bạc Xà Ra Thương Yết, La Chế Bà, Bạc Xà Ra Câu Ma Rị, Câu Lam Đà Trị, Bạc Xà Ra Hát Tát Đa Già, Tỳ Địa Gia, Càng Già Na, Ma Rị Ca, Phước Tô Mẫu, Bà Yến Ra Đa Na, Bà Rô Già Na Câu Trị Gia, Dạ Ra Thố, Sắc Ni Sam, Tỳ Chiếc Bam, Bà Ma Ni Già, Bạc Xà Ra Ca, Na Ca Ba Ra Bà, Lô Xà Na, Bà Xà Ra Đúng Trị Già, Huế Ra Già, Ca Ma La Sát Thi, Sát Sa Thi, Ba Ra Bà, Ế Đế Di Đế Mẫu, Đà Ra, Yết Noa, Sa Bệ Ra Sám, Quật Phạm Đô, Ấn Phố Na Ma Ma Tả, Đề Nhị Hội, Ô Hồng, Lị Sắc Yết Ngo, Bác Lạc, Xã Tất Đa, Đác, Đác Tha, Già Đô Sắc Ni Sam, Hổ Hồng, Đô Rô Ung, Chim Bà Na, Hổ Hồng, Đô Rô Ung, Tất Đam Bà Na, Hổ Hồng, Đô Rô Ung, Ba Ra Sắc Địa Gia, Tam Bác So No, Yết Ra, Đỗ Hồng Đô Rô Ung, Đác Bà Dược So, Hát Ra Sát Xa, Yết Ra Ha Nhã Xà, Tỳ Đằng Băng Tát Na Yết Ra, Hổ Hồng Đô Rô Ung, Giả Rô Ra, Thi Đệ Nẩm Yết Ra Ha, Sa Ha Tát Ra Nằm, Tỳ Đằng Băng Tát Ra Gia, Hổ Hồng Đô Rô Ung Ra So, Bà Già Phạm Tát Đát Tha, Già Đô Sắc Ni Sam, Ba Ra Điển Xà Cát Trị, Ma Ha Sa Ha Tát Ra, Bột Thụ Sa Ha Tát Ra, Hất Rị Sa Câu Tri Sa Ha Tát Na, Đế Đệ A Tệ Đề Thị Bà Rị Đa, Cha Cha Anh Ca, Ma Ha Bạc Xuật Bạc Xà Rô Đà Ra, Đế Rị Bồ Bà Na Mạng Đồ La, Ô Hồng Sa Tất Đế Bạc Đồ Đô, Bạc Bà Đô, Ma Ma Ấn Thố Na Ma Ma Tả, Đệ Tâm Hội Ra Dạ Ra Già, Bà Dạ Chủ Ra Bạc Dạ, A Kỳ Ni Bà Dạ, Ô Đà Ca Bà Dạ, Tỳ Xa Bà Dạ, Xá Tát Ra Ra Bà Dạ, Bà Ra Trước Yết Ra Bà Dạ, Hội Sắc So Bà Dạ, A Xá Nệ Bà Dạ, A Ca La Mật Trụ Mật Trị Trụ Bà Dạ, Đà Ra Ni Bộ Di Kiến Ba Già Ba Đà Bà Dạ, Ô La Ca Bà Đa Bà Dạ, Lạc Xà Đàn Đồ Bà Dạ, Na Già Bàn Dạ, Tỳ Điều Bát Đà Dạ, Tô Ba Ra No Bà Dạ, Dụ So Yết Ra Ha, Ra So Tư Yết Ra Ha, Tất Rị Đa Yết Ra Ha, Tỳ Xá Dạ Yết Ra Ha, Bồ Đa Yết Ra Ha, Cư Bàn Đồ Yết Ra Ha,
bổ đang na ít ra ha, ca cha bổ đang na ít ra ha, tất càng độ ít ra ha, a bá tất ma ra ít ra ha, ô đàn ma đà ít ra ha, nha sa dạ ít ra ha, phê rị bà ít ra ha, xả đa ha trị nẩm, ít bà ha trị nẩm, rô địa ra ha trị nẩm, mang sa ha rị nẩm, mê đà ha trị nẩm, ma xà ha trị nẩm, xà đa ha trị nữ, thị bi đa ha trị nẩm, tỳ đa ha trị nẩm, bà đa ha trị nẩm, a du già ha trị nữ, chót đa ha rị nữ, đế sam tác bệ sam tác bà yết đa ha nẩm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, ba rị bạc gia bạc rai dạ ca, ngập rị đà đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, đồ diễn ni, ngậm rị đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, ma ha bát đô bát đát dạ, rô đà ra, ngậm rị đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, na ra dạ no, ngậm rị đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, tát đó già vô đồ tay, ngậm rị đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, ma ha ca la ma đát trị già no, ngậm trì đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, ca ba rị ca ngậm rị đảm, tỳ đà bà dạ son đà dạ di, kê la dạ di, xà gia ít ra ma độ ít ra, tát bà ra tha sa đạt na, ngậm rị đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, dạ đốt ra bà kỳ nể, ngậm trị đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, tỳ rị dương ngậm rị chi, nang đà kê sa ra già no, bát đế sách hơ dạ, ngập rị đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, na yết na xá ra bà no, ngậm rị đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, a la hán ngậm rị đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, tỳ đa ra già ngậm rị đảnh, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, bà xà ra ba nữ, cụ hê dạ, cụ hê dạ, ca địa bát đế ngậm rị đảm, tỳ đà dạ xà son đà dạ di, kê la dạ di, ra so võng bà già phạm ống thố nam ma ma tả đệ tứ hội bà già phạm tát đát đa bát đát gia đa nam mô túy độ đế a tất đa na la lạc ca ba ra bà tất phổ tra tỳ ca tát đát đa bát thế rị thập Phật la, thập Phật la, đà ra, đà ra, tần đà ra, tần đà ra, sơn đà, sơn đà, hổ hồng, hổ hồng.
phóng tre phóng tre phóng tre phóng tre phóng tre sa ha hê hê phóng a mau ca gia phóng a ba ra đề ha đa phóng bà ra ba ra đà phóng a tố ra tùy đà ra ba ca phóng tác bà đề bệ tệ phóng tác bà na già tệ phóng tác bà dự so tệ phóng tác bà càng thác bà tệ phóng tác bà bổ đang na tệ phóng ca cha bổ đang na tệ phóng tác bà đột lan trị đệ tệ phóng tác bà đột sát bỉ lê ngọc sắc đế tệ phóng tác bà thập bà lê tệ phóng tác bà a bát tóc ma lê tệ phóng tác bà xá ra bà no tệ phóng tác bà địa đế kê tệ phóng tác bà đát ma nề kế tệ phóng tác bà tỳ đà gia ra thợ già lê tệ phóng xà dạ yết ra ma độ yết ra tác bà ra ha sa đà kê tệ phóng tỳ địa dạ già rị tệ phóng giả đô ra nhược kỳ nể tệ phóng bạc xà ra câu ma rị tỳ đà dạ ra thệ tệ phóng ma ha ba ra đinh nương so kỳ rị tệ phóng bạc xà ra thương yết ra dạ ba ra trượng kỳ ra xà gia phóng ma ha ca la dạ ma ha mạng tác rị ca noa nam mô sa yết rị gia dạ phóng bí sắc no tỳ duệ phóng bột đa ha mâu ni duệ phóng a kỳ ni duệ phóng ma ha yết rị duệ phóng yết la đàn trì duệ phóng miệt đát rị duệ phóng lao đát rị duệ phóng già văn nồ duệ phóng yết ra gia đát rị duệ phóng ca bát rị duệ phóng a địa mục chất đa ca thi ma xá na bà tư nể duệ phóng diện các chất tác đó bà tạ ma ma ấn thố na ma ma tả đệ ngũ hội đột sắc cha chất đa a mạc đát trị chất đa ô xà ha ra già bà ha ra rô địa ra ha ra bà sa ha ra mô xà ha ra xà ra ha ra thủy bí đa ra ha bạc lược dạ ha ra càng đà ha ra bố sử ba ha ra phả la ha ra bà tả ha ra bát ba chất đa đột sắc cha chất đa lao đà ra chất đa dược so yết ra ha ra sát sa yết ra ha bế lệ đa yết ra ha tùy xá già yết ra ha bồ đa yết ra ha cư bàn đồ ít ra ha tất càng đà ít ra ha ô đát ma đà ít ra ha nha dạ ít ra ha a bát tát ma ra ít ra ha chạch hư cách đồ kỳ ni ít ra ha rị phật đế ít ra ha xà di ca ít ra ha xá câu ni ít ra ha lao đà ra nam địa ca ít ra ha a lam bà ít ra ha càng độ ba ni ít ra ha thập phạt ra yên ca hê ca trụy đế dù ca đát lệ đế dù ca giả đột thác ca ni đề thập phạt ra bí sa ma thập phạt ra
Bạc đế ca, tỷ kế ca, thất lệ sắc mật ca, xa nể bác đế ca, tác bà thập phà ca, thất rô các đế mạc đà bệ đạt rô, chế kiếm a ỷ rô kiềm, mục khư rô kiềm, yết rị đột rô kiềm, yết ra ha yết lam yết no du lam đạn đa du lam, hất rị dạ du lam, mạc ma du lam, bạc rị thất bà du lam, bí lọt sắc gia du lam, ô đà ra du lam, yết tri du lam, bạc tất đế du lam, ổ rô du lam, thường già du lam, hát tất đa du lam, bạc đà du lam, xa phòng ánh già, bát ra thượng già du lam, bộ đa bí đa đồ, đồ kỳ ni, thập bà ra đà đột rô ca, yến đốt lô cát tri, bà lộ đa tỳ tác bát lô ha lăng già, du sa đắc ra sa na yết ra, tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạng ha bệ ra, kiến đa ra a ca la, mật rị đốt đắc liễm bộ ca, địa lọt lạc cha, bí rị sắc chất ca, tác bà na câu la, tứ dẫn già tệ, yết ra dị dụ so, tác ra so, mạc ra thị, phệ đế sam, sa bệ sam, tất đát đa, bát đát tha, ma ha bạc xà rô, sắc ni sam, ma ha bát lại trường kỳ lam, dạ ba, đột đà, xá dụ, xà na, miền đát, lệ no, tỳ đà gia, bàn đà, ca rô di, đế thù, bàm đà, ca rô di, bát ra tỳ đà, bàm đà, ca rô di, tâm chú, đa diệt tha, án an, nê lạ, tỳ xá đề, bệ ra, bạc xà ra, đà rị, bàn đà, bàn đà nể, bạc xà ra bán ni phấn, phổ hồng đô rô uống phấn, sa bà ha. Này A Nan, tất cả chư Phật mười phương đều sanh ra từ chương cú vi diệu bí mật của Đại Bạch Tạng Cái Thần chú được tuyên thuyết bởi Đức Phật, vọt ra từ ánh sáng ở trên đỉnh đầu của Như Lai. Nhân bởi thần chú của tam này nên mười phương Như Lai được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do mười phương Như Lai chấp trì thần chú của tâm này nên có thể hàng nghiệp chúng ma và chế phục ngoại đạo. Do mười phương Như Lai nhờ vào thần chú của tâm này nên có thể ngồi trên tòa sen báu và ứng thân đến khắp cõi nước nhiều như vi trần. Do mười phương Như Lai gìn giữ thần chú của tâm này nên có thể chuyển đại pháp luôn ở trong cõi nước nhiều như vi trần. Do mười phương Như Lai thọ trì thần chú của tâm này nên có thể so đảnh thọ ký cho các chúng sanh trong các thế giới khắp mười phương. Những chúng sanh chưa thành tựu quả vị ở các thế giới trong mười phương thì cũng nhờ ơn của chư Phật mà được thọ ký. Do mười phương Như Lai nương vào thần chú của tâm này nên có thể cứu tế chúng sanh khổ ách ở thế giới trong mười phương, gồm có địa ngục, ngạ quỷ, bành sanh, mù điếc, câm ngọng, nỗi khổ của oán ghét gặp nhau, nỗi khổ của yêu thương chia lìa, nỗi khổ của mong cầu không được, nỗi khổ của năm uẩn trái phần và những việc xui xẻo hoặc lớn hay nhỏ. Đồng thời chư Phật cũng giải thoát chúng sanh ra khỏi giặc cướp, đao binh, nạn vua, ngục tù, gió bão, lũ lụt,
hỏa hoạn và đối khác bần cùng. Chư Thế Tôn, chỉ ứng tâm niệm chú thì tất cả những việc không may đều tiêu tan. Do mười phương Như Lai thọ xưa đã tùy thuận thần chú của tâm này nên có thể ở trong bụng uy nghi mà phụng sự các vị, hiện tri thức cũng dường như ý và được chọn làm những vị đại pháp vương tự ở trong pháp hội của Như Lai nhiều như các sông Hằng. Do mười phương Như Lai thực hành thần chú của tâm này nên có thể nhiếp thọ các chúng sanh hữu duyên và có thể làm cho những ai tu hành nhị thừa chẳng sanh kinh sợ khi nghe về đà tạng bí mật. Do mười phương Như Lai đại tụng niệm thần chú của tâm này nên được thành vô thượng giác, ngồi dưới cội đạo thụ và vào đại tịch diệt. Do mười phương Như Lai truyền dạy thần chú của tâm này nên có thể phó trúc Phật sự sau khi diệt độ, làm cho giáo pháp trụ thế dài lâu, và những ai nghiêm trì giới luật tất sẽ được thanh tịnh. Nếu từ sáng đến tối chẳng gián đoạn thì cũng không lặp lại văn từ ta liên tục nói với công đức của đại Bạch Tạng. Cái thần chú chú Lăng Nghiêm được tuyên thuyết bởi Đức Phật vọt ra từ ánh sáng ở trên đỉnh đầu của Như Lai thì cho dù trải qua số kiếp nhiều như các sông Hằng cũng chẳng thể cùng. Mật chú này cũng gọi là thần chú được tuyên thuyết từ trên đỉnh đầu của Như Lai. Hàng hữu học các ông vẫn chưa dứt sạch luân hồi, tuy các ông đã phát tâm chí thành để trở thành bậc A-la-hán, nhưng nếu không trì chú này mà ngồi đạo tràng và muốn thân tâm của mình lìa khỏi những việc của ma thì thật không có việc ấy. Này A Nan, nếu có chúng sanh ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà có thể dùng vỏ cây hoa, lá cây cọ, giấy trắng hay bạch diệp mà biên chép thần chú này rồi lưu giữ trong túi thơm, cho dù tâm trí của ai ám động đi nữa thì chưa có thể tụ niệm hay học thuộc thần chú, nhưng nếu mang túi thơm bên người họ cất giữ ở trong nhà thì phải biết suốt cuộc đời người ấy sẽ không bị bất cứ loại độc nào mà có thể gây hại. Này A Nan, ta nay sẽ nói thêm cho ông biết về việc làm sao thần chú này có thể cứu hộ thế gian, giúp chúng sanh thoát khỏi sự sợ hãi kinh hoàng và thành tựu trí tuệ xuất thế gian. Sau khi ta diệt độ, nếu có chúng sanh nào ở vào thời mạt pháp mà có thể tự mình tụng niệm hoặc dạy bảo người khác tụng niệm thần chú này thì phải biết những chúng sanh tụng trì thần chú như thế, lửa chẳng thể đốt họ, nước chẳng thể dìm họ, và dù là thuốc độc mạnh hay nhẹ thì cũng không thể tổn hại họ. Và như vậy cho đến tất cả chú thuật tà ác của trời rồng quỷ, thần yêu hay tinh quỷ quái thì cũng đều chẳng thể khống chế họ. Khi tâm họ đã đắc chánh định, mọi khi tố chất chế tạo từ chú thuật bùa ngải chùa ếm, thuốc độc trộn với vàng hay bạc, thảo mộc trùng xà hay vạn vật độc khí, một khi những thứ này vào miệng của người đó thì sẽ thành vị cam lộ. Tất cả yêu tinh ác độc và chúng quỷ thần oán tâm hại người đều chẳng thể khỏi lòng ác chướng ngại thần các vị quỷ vương từng làm ác và hàng quyến thuộc của họ, do điều họ ân sâu của Phật đã hóa độ nên đã luôn ủng hộ người trụ trì, người trì chú. Này A Nan, phải biết thần chú này luôn được 84.000 Na Do Tha Hằng Hà Sa Ức Chư Bồ Tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, mỗi khi đều có hàng Kim Cang chú làm quyến thuộc và ngày đêm họ luôn đi theo để bảo vệ người trì chú. Cho dù có chúng sanh nào với tâm tán loạn và thiếu chánh định đi nữa, nhưng nếu tâm họ nhớ kỹ những nhớ nghĩ và niệm động chú
thì các vị Bồ Tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương cũng luôn đi theo hộ vệ. Hà huống là các thiện nam tự đã phát khởi đạo tâm kiên định, lại nữa các vị Bồ Tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương sẽ âm thầm chú tâm phát khởi thần thức của người trì chú. Bây giờ tâm của người ấy sẽ có thể nhớ lại rõ ràng mọi việc ở trong 84.000 hàng hà xa kiếp mà chẳng hề nhầm lẫn. Từ đó về sau cho đến thân cuối cùng, đời đời họ sẽ không sanh làm quỷ diệt tập, quỷ vào ác, quỷ xú ế, quỷ cực xú ế, quỷ uống hình, quỷ hút tinh khí hay quỷ đói, hoặc những loài chúng sanh xấu ác có hình, vô hình, có tưởng hay vô tưởng. Các thiện nam tử nào đọc tụng hay biên chép phần chú, mang thần chú bên theo bên mình, hoặc an trí thần chú ở nơi thích hợp để làm những sự cúng dường, thì từ kiếp này đến kiếp khác, họ không sanh ở gia đình bần cùng hạ tiện hay ở nơi chẳng an vui. Giả sử các chúng sanh này không đích thân làm những việc phước đức, mười phương Như Lai sẽ đến chuyển công đức của mình cho người ấy. Do vậy nên trải qua số kiếp nhiều như các sông Hằng, vô số kiếp bất khả thuyết, bất khả thuyết, họ sẽ thường sanh cùng một nơi với chư Phật. Vô lượng công đức của họ sẽ dành khích như chùm quả công lá hiệp. Họ sẽ ở cùng một nơi để huân tu, pháp hành và vĩnh viễn không rời xa chư Phật. Lại nữa, thần chú này có thể làm cho những người phá giới được phục hồi giới căn thanh tịnh. Những ai chưa thọ giới sẽ được thọ giới. Những ai chưa tinh tấn sẽ khiến họ tinh tấn. Những ai vô trí tuệ sẽ được trí tuệ. Những ai không thanh tịnh sẽ mau được thanh tịnh. Và những ai chưa ăn chay trì giới thì sẽ tự mình thành tựu trai giới. Này A Nan, giả sử thiện nam tự đó đã giới, đã phạm giới cấm trước khi họ trì thần chú. Sau khi trì thần chú, những tội phá giới của họ chẳng kể là nặng hay nhẹ sẽ đồng thời tiêu diệt. Giả sử những người có thể đã uống rượu, ăn năm loại thức ăn vật hôi nồng, hoặc dùng đủ mọi thức ăn bất tịnh, nhưng hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát, Kim Cang Thần, Thiên Chúng, Tiên Nhân và Quỷ Thần sẽ không xem đó là lỗi lầm. Hoặc giả sử những người ấy mặc quần áo rách nát đi nữa, nhưng mọi việc làm của họ đều vẫn thanh tịnh, cho dù họ không kiến lập pháp đàn, không vào đạo tràng và cũng không hành đạo đi nữa. Nhưng nếu họ tụng trì chú này thì công đức cũng giống như đã vào đàn tràng để hành đạo, không chút sai khác. Hoặc giả sử những người ấy đã tạo năm trọng tội ngũ nghịch và lẽ ra phải đọa địa ngục vô gián. Hoặc họ là những tỳ kheo phạm bốn giới nghiêm trọng, đáng bị trục xuất. Hoặc họ là những tỳ kheo ni phạm tám giới nghiêm trọng, đáng bị trục xuất. Nhưng một khi tụng chú này xong, các nghiệp trọng như thế thảy đều tiêu diệt, đến sợi lông tơ cũng chẳng còn, tự như cân lắm thổi tan bãi cát. Này A Nan, giả sử có những chúng sanh ở đời hiện tại hay ở đời trước mà chưa từng sám hối tất cả tội chướng nặng nhẹ đã tạo từ vô số kiếp cho đến nay, nhưng nếu họ có thể đọc niệm biên chép, mang thần chú theo bên mình, hoặc an trí thần chú ở nơi cư trú trong nhà, khu vườn hay quán trọ, thì những nghiệp tội tích tập của họ sẽ tan rã như tuyết bị nấu chảy. Không bao lâu đó họ đều sẽ chứng đắc vô sanh nhẫn. Lại nữa A Nan, giả sử có người nữ nào không con và cầu mong con cái, nếu họ có thể trí tâm tụng thuộc lòng thần chú, hoặc có thể mang đạp bạch tạng cái thần chú này bên mình thì sẽ sanh con cái với phước đức trí tuệ. Hoặc những ai mong sống lâu thì sẽ được sống lâu, hoặc những ai mong kiếp quả mỹ mãn thì sẽ không được viên mãn. Cho đến thân mạng và sắc lực thì cũng là như vậy. Sau khi mạng chung, họ sẽ tùy theo ước nguyện mà vãng sanh về các quốc độ trong mười phương, và nhất định sẽ
không sanh ở chúng. Biên địa hạ tiện, hà huống là sanh vào hàng tạp loạn chúng sanh. Này A Nan, giả sử ở bất kỳ nơi đâu, hoặc ở xóm làng tình nguyện hay ở trong quốc gia nào mà gặp nạn đói kém, bệnh dịch, đau binh, gặp cướp đấu tranh cùng đủ mọi ác nạn khác xảy ra, thì hãy biên chép thần chú này và an trí ở bốn cổng thành, các ngôi tháp hoặc treo lên cờ xí. Hãy chỉ dạy tất cả dân chúng ở trong quốc gia đó hãy nghiêm tiếp cung kính lễ bái và nhất tâm cúng dường thần chú này. Hãy chỉ dạy mỗi công dân ở đó nên mang theo thần chú bên mình hoặc an trí trong nhà, như thế mọi tai ách tất đều sẽ tiêu diệt. Này A Nan, trong quốc gia nào hoặc ở bất kỳ nơi đâu mà có chúng sanh tùy thuận chú này, chùa rồng sẽ hoan hỷ, mưa gió thuận hòa, ngũ cốc chín rộ và muôn dân an lạc. Thần chú này cũng lại có thể ngăn chặn tất cả tai chướng được thấy qua sự biến đổi quái dị ác xấu của tinh tú ở mỗi phương xứ. Nhân chúng sẽ không bị chết yểu, chẳng bị gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân, ngày đêm ngủ nghỉ an lành và không hề gặp ác mộng. Này A Nan, ở thế giới Khám Nhẫn có 84.000 tinh tú báo hiệu cho tai biến xấu, trong đó có 28 đại tinh tú là báo hiệu cho điềm xấu nhất, và trong đó lại có 8 đại tinh tú là báo hiệu cho điềm xấu cực kỳ. Chúng hiện ra đủ mọi hình thù và có thể phát sanh đủ mọi tai ương khác lạ khi chúng xuất hiện ở thế gian. Tuy nhiên, nếu ở chỗ nào có thần chú này thì trong vòng 12 do tuần sẽ trở thành chỗ kết giới mọi tai ương điềm xấu, hãy đều diệt trừ và vĩnh viễn không thể lọt vào. Cho nên Như Lai đã tiên thuyết thần chú này là để bảo hộ những hành giả mới tu học ở vào đời vị lai, hầu giúp họ vào chánh định, thân tâm an nhiên và được an ổn tự tại. Lại nữa, họ sẽ không bị tất cả chúng ma quỷ thần chú oán thù tai ương ở đời trước nghiệp vay nợ thọ xưa, từ vô thủy đến não hại. Giả sử ông và các vị hữu học cùng những hành giả ở vào đời vị lai y theo cách kiến lập đàn tràng mà ta đã dạy và trì giới đúng như giáo pháp, lại được thọ giới từ vị tăng thanh tịnh và cũng trì chú này với lòng không sanh nghi hay hối tiếc. Nếu như hiện nam tử này ở ngay tại thân do cha mẹ sanh ra mà tâm chẳng thông đạt, thì tức là mười phương Như Lai đã vọng ngữ. Khi nói lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang thần chú ở trong chúng hội đồng một lúc chắp tay và lãnh lễ chúc Phật, rồi thưa với Phật rằng: tùy thuận như lời Phật, như lời dạy của Phật, chúng con sẽ thành tâm bảo hộ những vị tu đạo như thế. Lúc bấy giờ Phạm Vương, Năng Thiên Đế và Tứ Đại Thiên Vương cũng đồng một lúc lãnh lễ ở trước Phật, rồi thưa với Phật rằng: nếu có những người thiện nào tu học như thế, chúng con sẽ tận tâm trí thành bảo hộ và kiến cho họ làm, kiến cho việc làm của họ ở trong đời hiện tại sẽ như ước nguyện. Lại có vô lượng đại tướng thị tập, chú quỷ bạo ác, chú quỷ ủng hình, chú quỷ hút tinh khí, chú ngại thần và các đạo quỷ vương khác cũng chắp tay và đảnh lễ ở trước Phật, rồi thưa rằng: chúng con cũng phát thệ nguyện để hộ trì những người ấy và làm cho đạo tâm của họ mau được viên mãn. Lại có vô lượng Nhật Thiên Tử, Nghị Thiên Vương Tử, Phong Thiên, Vũ Thiên, Phong Thiên, Lôi Thiên, Điện Thiên và những vị khác như thế, cùng với những vị quan trời niên tế tuần tra và hàng quyến thuộc cũng ở trong pháp hội do đảnh lễ với chánh trạng sát chân của Phật, rồi thưa với Phật rằng: chúng con cũng sẽ bảo hộ những người tu hành này
làm cho đạo tràng bình an, và họ sẽ không phải sợ bất cứ điều gì. Lại có vô lượng thần núi, thần biển, muôn chúng thần linh của vạn vật đi trên trái đất, bơi trong nước hay bay giữa trời, cùng với chúa thần của gió và các vị trời từ cõi vô sắc, những cũng đồng một lúc cúi đầu ở trước Như Lai rồi thưa với Phật rằng: chúng con cũng sẽ bảo hộ các vị tu hành này để họ vĩnh viễn không có những việc ma và mau được thành đạo. Bây giờ 84 nơi do tha hằng hà sa ức chú Bồ Tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương đang ở giữa đại hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chán trạng sát chân của Phật và thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, tương tự như các vị khác tu hành công đức, từ lâu chúng con đã giác ngộ nhưng lại không chọn vào tịch diệt, trái lại chúng con luôn đi theo để cứu hộ những ai chân tánh tu hành môn chánh định của thần chú này ở vào thời mạt pháp. Thưa Thế Tôn, những ai tu tam để cầu chánh định như thế, hoặc họ ở trong tại đạo tràng, họ đang đi trên đường và cho đến tâm tán loạn, khi dạo qua sớm làng thì quyến thuộc chúng con cũng sẽ luôn tùy tùng để bảo vệ cho người ấy. Cho dù ma vương ở trời tha hóa tự tại thường mãi tìm cách để trục lợi, từ họ vĩnh viễn không thể được. Trong vòng 10 do tuần, hàng tiểu quỷ thần không thể đến gần những người thiện này. Duy trì họ đã phát tâm khởi đạo tam và vô thích tu hiền định. Thưa Thế Tôn, nếu những ác ma như thế hoặc hàng quyến thuộc của ma mà muốn đến xâm hại hay quán nhiễu những người hiền lương này, chúng con sẽ vung chày bấu đập nát đầu của chúng ra thành như các hạt phi trần. Chúng con cũng luôn giúp mọi việc làm của người ấy sẽ như ước nguyện. Lúc ấy ngài A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chán trạng sát chân của Phật rồi bạch Phật rằng: chúng con ngu độn, chỉ thích đa văn và vẫn ở trong các tam hữu lậu mà chẳng mong ra khỏi. Nhờ lời dạy từ bi của Phật nên chúng con mới tu hành chân chính, thân tâm an nhiên và được lợi ích lớn lao. Bạch Thế Tôn, giả sử có người tu hành chứng chánh định của Phật như thế nhưng vẫn chưa đạt đến tịch diệt, sao gọi là giai đoạn của trí tuệ khô? 44 giai đoạn mà tâm lần lượt trải qua để đạt đến mục đích tu hành là những gì? Ở giai đoạn nào thì gọi là vào trong 10 địa, sao gọi là Bồ Tát ở giai đoạn đẳng giác? Khi nói lời ấy xong, ngài cúi đầu đảnh lễ sát đất. Đại chúng cũng nhất tâm chờ đợi âm thanh từ bi của Phật và chiêm ngưỡng không nháy mắt. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ngợi khen ngài A Nan rằng: lành thay, các ông đã có thể rộng vì đại chúng cùng tất cả chúng sanh ở vào thời mạt pháp là những vị tu chánh định và cầu pháp đại thừa, mà hỏi ta chỉ ra con đường tu hành chân chánh vô thượng để dẫn họ từ giai đoạn phàm phu cho đến vào đại tịch diệt sau cùng. Ông nay hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Tôn giả A Nan cùng đại chúng chắp tay với tâm khai mở và yên lặng chờ đợi giáo huấn. Đức Phật bảo: này A Nan, phải biết rằng diệu tánh viên minh lìa mọi danh tướng, và nó vốn không có thể giới hai chúng giới. Nhân bởi hư vọng mà có sanh khởi, và nhân bởi sanh khởi mà có diệt mất. Sanh diệt là hư vọng. Một khi hư vọng diệt trừ thì đó là chân thật. Sự xoay chuyển để trở về bất nhị này gọi là tuệ giác vô thượng của Như Lai, là đại tịch diệt. Này A Nan, ông nay muốn tu hành chánh định chân chánh để thẳng đến đại tịch diệt của Như Lai thì trước tiên phải hiểu nhân của hai loại điên đảo, đó là chúng sanh và thế giới. Khi điên đảo không sanh thì chánh định chân thật của Như Lai sẽ lại hiện ra. Này A Nan, sao gọi là điên đảo về chúng sanh? Này A Nan, do vì giác tâm, do vì giác tánh
của chân tâm là sự hiểu biết viên minh, và nhân bởi sự hiểu biết này phát sinh một tánh khác, rồi từ tánh nó sinh ra một vọng kiến. Do vậy từ trong bụng giác hoàn toàn chẳng có gì mà cứu cánh thành có gì. Mọi thứ từ cái có này đều không dựa ở bất cứ nhân nào. Chỗ nương trụ và tướng trụ của nó hoàn toàn vốn chẳng có căn gốc. Mặc dù chỗ trụ của nó vốn không có căn gốc, nhưng thế giới và các chúng sanh lại được kiến lập. Sự mê muội và bổn giác viên minh và lại sanh bởi hư vọng. Tánh của hư vọng này chẳng có tự tể, và nó không có chỗ y tựa. Giả sử như muốn trở về tánh trong, nhưng cái muốn cho sự chân thật đó để chẳng phải là chân thật rồi. Tánh của chân như không phải là một chân thật mà có thể mong cầu để trở về. Khi uyển chuyển như thế sẽ trở thành phi tướng, rồi phi sanh, phi trụ, phi tâm và phi pháp sẽ chuyển phát sanh. Từ năng lực của sanh phát khởi hiểu biết, khi huân tập sẽ trở thành nghiệp tương đồng, sẽ thu hút với nhau. Nhân bởi có nghiệp cảm nên tương sanh tương diệt, bởi vậy mới có điên đảo về chúng sanh. Này A Nan, sao gọi là điên đảo về thế giới? Do từ có mà hư vọng sanh khởi phần này đó kia, nhân đó mà ranh giới thành lập. Nó không dựa vào nhân nào hoặc làm nhân dựa cho thứ gì, không trụ hoặc có chỗ nào của trụ, và chỉ có đủ dười không ngừng. Nhân đó mà thế giới thành lập, do ba đời và bốn phương của thế giới hòa hợp tương giao, nên chúng sanh biến hóa và trở thành một trong 12 thể loại. Cho nên thế giới nhân bởi dao động mà có âm thanh, nhân bởi âm thanh mà có hình sắc, nhân bởi hình sắc mà có mùi hương, nhân bởi mùi hương mà có xúc chạm, nhân bởi xúc chạm mà có vị nếm, nhân bởi vị nếm mà có pháp trần. Do vì sáu loại vọng tưởng rối ren này nên hình thành nghiệp tánh, và 12 thể loại chúng sanh phải chịu luân chuyển. Do vì có sắc thanh hương vị xúc pháp ở thế gian, nên chúng sanh tiếp nối sanh ra ở trong 12 thể loại và kết thành một vòng tròn. Do bởi cưỡi ở trên tướng điên đảo của luân chuyển này, nên thế giới mới có chúng sanh sanh ra từ trứng, sanh ra từ bào thai, sanh ra từ ẩm ướt hoặc sanh ra từ biến hóa. Có chúng sanh có sắc, vô sắc, có tưởng, vô tưởng, chẳng phải có sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hoàn toàn có tưởng hay chẳng phải hoàn toàn vô tưởng. Một, này A Nan, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do hư vọng nên sanh khởi điên đảo từ dao động, và nó hòa hợp với tinh khiết để tạo thành 84 loài loạn tưởng để bay hoặc bơi. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh sanh ra từ trứng, đó là cá, rùa hay rắn và những chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. 2. Nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do sự tạp nhiễm nên sanh khởi điên đảo từ ái dục, và nó hòa hợp với chất sinh sản để tạo thành 84.000 loài loại để đứng thẳng hoặc đứng ngang. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh sanh ra từ bào thai, đó là con người, thú vật, rồng hay tiên, và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. 3. Nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do chấp trước nên sanh khởi điên đảo từ thú hướng, và nó hòa hợp với ấm áp để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để di chuyển mau lẹ. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên
của chúng sanh ra từ ẩm ướt. Đó là những loài sâu bọ và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Nhưng bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do biến đổi nên sanh khởi điên đảo, từ sẽ mượn và nó hòa hợp với xúc chạm để tạo thành 84.000 loài, tưởng để thay mới bỏ cũ. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh sanh ra từ biến hóa, đó là những loài lột xác, bay hoặc bò, và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. 5. Nhưng bởi chúng sanh luân hồi trong thế giới do ngang ngại nên sanh khởi điên đảo từ chướng ngại, và nó hòa hợp với chấp trước hiển thị để tạo thành 84.000 loài, loạn tượng để sáng chói. Cho nên mới giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh có sắc, đó là những loài phát quang cho điềm tốt hay xấu, và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. 6. Nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do tiêu tán nên sanh khởi điên đảo từ nghi ngờ, và nó hòa hợp với u ám để tạo thành 84.000 loài chuyển để ẩn tàng. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh vô sắc, đó là chúng sanh ở không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, hoặc phi tưởng phi phi tưởng xứ, và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. 7. Nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do ảnh tượng giả tạo nên sanh khởi điên đảo và hình bóng, và nó hòa hợp với ký ức để tạo thành 84.000 loài, loạn tượng để giấu kín. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh có tưởng, đó là quỷ thần, yêu tinh, ma quái và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. 8. Nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do ám đoạn nên sanh khởi điên đảo từ si mê, và nó hòa hợp với ngu đần để tạo thành 84.000 loài, tưởng để khô héo. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh vô tưởng, tinh thần của chúng hóa thành đất, gỗ, kim loại hay đá vô cùng, hay đá, và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. 9. Nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do phụ thuộc lẫn nhau nên sanh khởi điên đảo từ hư ngụy, và nó hòa hợp với nhiễm ô để tạo thành 84.000 loài, loạn tượng để cộng sinh. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh chẳng phải có sắc. Chúng bao gồm nhiều loài khác nhau, như là hải quỳ, phải nương con tôm để thấy, và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. 10. Nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do giao tiếp nên sanh khởi điên đảo từ bốn tánh, và nó hòa hợp với chú thuật để tạo thành 84.000 loài, loạn tượng để bị vô triệu. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh chẳng vô sắc, đó là những chúng sanh bị chú thuật trù ếm, và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. 11. Nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do hư vọng hội hợp nên sanh khởi điên đảo từ giả dối, và nó hòa hợp với dị biệt để tạo thành 84.000 loài, loạn tưởng để thay thế. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh chẳng phải hoàn toàn có tưởng, đó là giống ong thắt lưng nhỏ, hoặc những loài phát triển thân mình ở các loài khác, và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. 12. Nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do oán hại nên sanh khởi điên đảo từ giết hại, và nó hòa hợp với quá ác để tạo thành 84.000 loài tưởng để ăn thịt cha mẹ. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh chẳng phải hoàn toàn vô tưởng, đó là những loài như con kêu bám đất sanh con, chim phá kính đẻ trứng trong quả của cây độc để rửa cho con của nó. Khi con của chúng to lớn, nó lại ăn thịt cha mẹ mình, và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Đây là 12 thể loại chúng sanh. Kinh Đại Phật đảnh cứu cánh kiên cố và mật nhân của Như Lai về chư Bồ Tát vạn hạnh để tu chứng liệu nghĩa
Hết quyển 7.